bước vào một chiếc thang máy đang bị hư hỏng không có cabin, bảo vệ của một tòa chung cư ở thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã bị rơi tự do từ tầng 18 xuống đất và tử vong. Vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ chiều qua, ngày 21 tháng 9. Chung cư Lotus Sen Hồng cao 21 tầng này vừa đi vào hoạt động được một năm nay. Thông tin ban đầu là thang máy đang bị hỏng, cabin bị kẹt ở tầng trên. Ông Nguyễn Anh Kiệt thấy cửa thang máy ở tầng 18 mở nên đã bước vào kiểm tra và đã rơi từ đây xuống đất. Một lưu ý khi vào thang máy đó là quý vị không được bước vào thang khi thấy có dấu hiệu hỏng hóc, không đứng gần cửa thang và phải gửi cảnh báo ngay tới cơ quan chức năng để sửa chữa kịp thời. Trong thời gian qua thì cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương cũng cho biết là cũng đã nhiều lần phải phá thang máy, cứu hộ nhiều vụ việc liên quan đến các sự cố thang máy bị kẹt, hư hỏng tương tự.